giải trí 24 giờ qua có gì hot? Trước khi vay nợ 300 tỷ, bà Phương Hằng từng tuyên bố sốc về tài sản sở hữu. Một nghệ sĩ gạo cội bức xúc trước hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Họ bị so sánh với Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi kể chuyện bị bạn học coi thường. Mạc Văn Khoa tiết lộ chuyện bị trộm đồ nhập giữa đêm. Netizen chỉ ra luật hình hẹn hò của Dương Mịch và tình trẻ kém 16 tuổi. Bên cạnh đó, cung cập nhật những thông tin đời sống nổi bật khác. Ba thành phố của Việt Nam lò tốt như nơi tuyệt nhất để làm việc và nghỉ ngơi hệ lụy từ trào lưu thuê xe sang sống ảo tại các điểm du lịch ở Trung Quốc. Trong chuyên mục mẹo vặt hôm nay, IBIS sẽ mách bạn 6 loại thực phẩm cực phổ biến có tác dụng phòng tránh đột quỵ hiệu quả. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với điểm tin giải trí sáng trên kênh IBIS. Ngay bây giờ là những nội dung có trong bản tin hôm nay. Mới đây trong một live stream, bà Phương Hằng, nữ đại gia Bình Dương đã khiến dư luận không khỏi xôn xao khi công khai chuyện mượn nợ ngân hàng 300 tỷ để xây nhà máy oxy. <laughs> Theo đó bên cạnh khu du lịch Đại Nam với quyền thừa kế thuộc về thiếu gia Huỳnh Hằng Ngữ với trị giá lên đến 6.000 tỷ đồng cùng trường đua Đại Nam, bà Phương Hằng còn tự tin tuyên bố mình là người có sở thích mê đồ xa xỉ, nhà đẹp kim cương. Riêng bộ sưu tập hột mít nước đê của bà Hằng đã lên tới con số hơn 300 triệu đô đáng chú ý là lời tuyên bố hùng hồn của nữ đại gia. Nếu nói về tài sản thì năm 700 triệu đô tới 1 tỷ đô, phương Hằng tôi có. Sự thật là vậy, nói chơi về độ xa xỉ thì không ai hơn tôi đâu, khó có người hơn tôi lắm. Cũng vì lời tuyên bố này mà khi phát biểu về chuyện mượn nợ, ba Phương Hằng đã khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc. Phải chăng tài sản bà sở hữu 500 tới 1 tỷ đô là nằm ở giá trị hiền vật chứ không phải tiền mặt? Hay là đối với người làm kinh doanh, việc đi vay nợ ngân hàng là chuyện bình thường? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đề cập tới các vấn đề mang tính thời sự, thức thời, chương trình Cười cùng bác Ba Phi đã mang đến làn gió mới cho khán giả bằng những câu chuyện bi hài trong cuộc sống hiện đại. Ngoài nghệ sĩ trung dân trong vai bác Ba Phi, chương trình còn có sự góp mặt của Hữu Tín, Lâm Vị Dạ và Quách Ngọc Tuyên. Thông qua các tập phát sóng, Cười cùng bác Ba Phi đã mang đến những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Thời gian qua, câu chuyện an chặn từ thiện đã trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Vì vậy, trong tập 15 của Cười cùng bác Ba Phi, chương trình đã đề cập tới một khía cạnh của vấn đề này. Theo đó, với nhan đề tiểu thuyết gia, bác Ba Phi Trung Dân đã gây bất ngờ khi khóc hết nước mắt bởi một câu chuyện buồn được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Quách Ngọc Tuyên, trong vai một người thân với bác Ba Phi, đã nhanh chóng xuất hiện và giải thích với ông đó chỉ là tin giả. Lợi dụng lòng chắc ẩn của người dùng, phía này đã dàn dựng một hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi từ thiện. Ngay khi được sáng tỏ, nghệ sĩ Trung Dân đã vô cùng phẫn nộ, quyết định livestream để vạch mặt nhóm người đạo đức giả và gửi lời cảnh tỉnh tới các mạnh thường quân. Bạn nghĩ sao về tình huống này? Liên quan đến những ồn ào cắt xê của Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi là cái tên liên tiếp bị cộng đồng mạng mang ra so sánh. Trước tình huống này, cô nàng nhận định ai ai cũng phải trải qua sóng gió không riêng gì Hồ Văn Cường. Dường như để minh chứng cho những điều mình đã nói, mới đây Phương Mỹ Chi đã đăng tải đoạn video kể về những khó khăn phải trải qua khi bắt đầu học ở trường quốc tế cụ thể giọng ca trẻ chia sẻ lúc tôi mới vào trường tiếng anh tôi dở lắm nên phải học lớp tiếng anh thấp hơn lớp mình đang học lúc họp nhóm với các bạn trung lớp không ai chịu làm việc nhóm với tôi hết các bạn cũng dè biểu xa lánh tôi khi thầy kể chuyện vui tôi thấy các bạn cười nên cũng cười theo nhưng họ nói là hiểu gì mà cười lúc đó tôi còn nhỏ nên đã khóc rất nhiều trong vlog, Phương Mỹ Chi đã chỉ ra một lý do khác khiến cô bị cô lập chính là vì khác biệt so với mọi người. Nữ ca sĩ cho biết, để thay đổi cần phải xem lại bản thân, mở lòng hơn với mọi người thì sẽ sớm nhận lại được sự chân thành. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ này của Phương Mỹ Chi? Mới đây trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa bất ngờ tiết lộ việc một quán ăn của mình bị trộm đột nhập. Theo đó, nam diễn viên hài đã gửi lời cảnh báo đến người hâm mộ. Chia sẻ để cả nhà mình cảnh giác ạ, à, trộm vào quán của em ở dưới biên hòa, dịch bệnh khó khăn lắm rồi, với lại quán em không có gì đâu, chỉ có mắm tôm thôi à. Qua hình ảnh camera ghi lại có thể thấy, đối tượng này đang ngang nhiên bật đèn pin soi đường, lục lọi rất lâu trong bếp trước khi trèo tường rời đi. Trước đó, bà xã Mạc Văn Khoa cũng gây xôn xao dư luận khi viết một bức tâm thư dài thể hiện sự bức xúc về việc bị người lạ liên tục nhắn tin làm phiền, ham dọa đốt quán. Theo Thảo Vi, người này nói gia đình cô nợ nần không trả nên quyết định làm lớn chuyện. Tuy nhiên, cô nàng cho biết hai vợ chồng hoàn toàn không biết danh tính của họ, cũng như khẳng định không có chuyện nợ nần. Có thể thấy, kể từ khi bắt đầu kinh doanh, quan ăn của Mạc Văn Khoa đã liên tục gặp rắc rối. Mới đây trên Weibo, một blogger chuyên đăng tải các thông tin về làng giải trí đã bất ngờ chia sẻ một bài viết đầy ẩn ý với nội dung YMZKY kèm theo biểu tượng cái tai. Ngay lập tức, netizen đã đồng loạt giáo gọi hai cái tên là Dương Mịch và Châu Kha Vũ. Một blogger khác đã tổng hợp lại những điều đáng ngờ về mối quan hệ của cặp đôi. Người này cho biết họ nhận được thông tin về một sao nữ hồ ly đã dành ngày lễ thất tịch và ngày sinh nhật chỉ để chơi game với bạn trai là idol thiếu gia nhà giàu. Theo đó, hồ ly vốn là tên gọi đáng yêu mà các fan dành cho Dương Mịch, còn Châu Khoa Vũ vốn xuất thân từ gia đình giàu có. Các thánh soi cũng tìm ra nhân vật trong game của hai người mặc đồ đôi. Hình ảnh đại diện tài khoản game của trai trẻ còn để hình an rất giống với nét vẽ của Dương Mịch. Bên cạnh đó, một fan cứng của Châu Khoa Vũ đã tiết lộ việc anh tới Ninh Ba, nơi Dương Mịch quay phim, thậm chí còn đăng ảnh đi nhổ răng tại chính bệnh viện mà cô nàng có cảnh quay tại đây. Bạn nghĩ sao về loạt hin hẹn hò của cặp đôi được netizen tung ra? Vừa rồi là những thông tin giải trí hot 24 giờ qua. Mời quý vị chuyển qua những thông tin nổi bật ở chuyên mục đời sống và đừng bỏ lỡ để thú vị ở chuyên mục mèo vặt mỗi ngày. Trong danh sách gần 150 thành phố tốt nhất thế giới để kết hợp làm việc với nghỉ ngơi do Holidu, một trang web của anh chuyên về du lịch quốc tế đưa ra, có đến 3 thành phố của Việt Nam, đó là Hà Nội xếp vị trí thứ 18, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 21 và Hội An xếp thứ 32. So với nhiều thành phố khác trên thế giới thì tốc độ Wi-Fi ở 3 thành phố của Việt Nam không phải là xuất sắc, nhưng chi phí cho việc ăn uống lại thấp hơn hẳn. Ví dụ, chi phí trung bình cho một bữa ăn ở tiệm thuộc mức vừa phải tại Hà Nội được ghi là 1,2 bảng, khoảng 40.000 đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh được ghi là 1,57 bảng, khoảng 50.000 đồng. Và tại Hội An được ghi là 1,33 bảng, khoảng 42.000 đồng. Thành phố đứng số 1 trong danh sách tuyệt vời nhất để làm việc và nghỉ ngơi, có lẽ không bất ngờ với nhiều người, đó chính là Bangkok, Thái Lan. Đường Hồng Gu từng là con phố yên tĩnh, ít người qua lại ở thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cho đến khi những chiếc xe thể thao này xuất hiện. Cho tới nay, có đến hơn 20 công ty đã mở dịch vụ cho thuê những chiếc xe mui trần có màu sắc rực rỡ cho khách du lịch. Những năm gần đây, dịch vụ thuê xe càng ngày càng thịnh hành tại các điểm nghỉ dưỡng đông khách ở Trung Quốc. Lý do là vì khách du lịch vừa có thể tự lái xe thăm thú thắng cảnh, vừa có đạo cụ để sống ảo. Thế nhưng trả lưu này cũng dẫn đến những hệ lụy không hề nhỏ. Điển hình là khi ngày càng có nhiều lời phàn nàn về những chiếc xe này đang làm gia tăng ô nhiễm tiếng ồn và khả năng gây tai nạn giao thông. Vào năm 2018, một cặp vợ chồng mới cưới đã tử vong trong lúc vừa lái xe vừa chụp hình. Người dân địa phương cho biết còn nhiều vụ khác không được đưa tin. Ngoài ra, phía quản lý vẫn còn lỏng lẻo, phần lớn các cửa hàng cho thuê hoạt động ở đại lý là các doanh nghiệp nhỏ, nhiều bên cố tình sử dụng như chiếc xe cũ để giảm chi phí, điều này đã phát sinh những tình huống nguy hiểm. Bạn nghĩ sao về loại hình dịch vụ này? Đột quỵ là một căn bệnh nguy hiểm bởi nó không chỉ là nguyên nhân khiến người ta tử vong mà còn có nguy cơ để lại loạt di chứng nặng nề. Để phòng ngừa đột quỵ, ngoài các yếu tố sinh hoạt, luyện tập, nghỉ ngơi thì có một chế độ ăn uống hợp lý là vô cùng cần thiết. Ngay bây giờ iBit sẽ mách bạn top 6 loại thực phẩm đơn giản, dễ kiếm giúp ngăn ngừa đột quỵ hiệu quả. 1. Rau muống đây là loại rau quá quen thuộc trong mỗi mâm cơm của gia đình Việt. Rau muống chứa nhiều canxi, chất chống oxy hóa có lợi cho việc duy trì giới hạn hoạt động bình thường của áp lực thẩm thấu thành mạch và giữ ổn định huyết áp. Vì vậy, món này rất tốt cho người bị cao huyết áp, bảo vệ tim mạch, giúp phòng tránh nguy cơ bị đột quỵ. 2. Khoai lang Loại củ này cũng là một trong những thực phẩm giàu chất xơ. Không chỉ vậy, khoai lang còn có đầy các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám động mạch, từ đó giúp giảm nguy cơ đột quỵ. 3. Cần tây Nhiều người không thích mùi vị của cần tây, nhưng thực tế thì loại rau này lại rất giàu chất xơ, giúp làm giảm mỡ máu và kiểm soát lượng đường trong máu. Lá cần tây cũng rất tốt để ngăn ngừa huyết áp, sơ cứng động mạch và ngăn ngừa đột quỵ hiệu quả. 4. Yến mạch Bột yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giảm lượng cholesterol và lượng đường xấu trong máu. Ăn yến mạch thường xuyên, chúng ta còn có thể kiểm soát lượng lipid trong máu, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. 5. Bưởi Hợp chất narigenin trong bưởi hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp gan đốt cháy mỡ thừa, qua đó hỗ trợ giảm cân, cải thiện quá trình kiểm soát lượng đường trong máu, giữ cho đường huyết ổn định, nên loại quả này rất có lợi cho người béo phì và có bệnh về tim mạch. 6. Cải xoăn Cải xoăn rất giàu magie, không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giảm cân, mà còn hoạt động như một loại rau củ giúp làm giãn mạch, thông tắc mạch máu, bảo vệ lớp trong cùng của thành mạch máu. Bên cạnh đó, magie trong loại rau này còn ngăn ngừa dòng canxi quá nhiều và độc hại làm ảnh hưởng tới mạch máu và động mạch. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin giá trí sáng. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin trưa nay. Hãy luôn giữ kết nối với chúng tôi để cập nhật thông tin giá trí mỗi ngày.